Các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn sửa một cái bo Elri máy giặt cho các bạn xem. Thì những cái máy giặt những cái đời này rất cổ rồi, nhưng mà khách hàng đưa tới thì mình sửa thôi, chứ mình cũng không có nói gì vấn đề nào khác hết. Nên chúng ta xem máy giặt này nó người ta nói cái gì. Đây là số điện thoại của cái người sửa, nhưng mà ha, họ mang tới thì đa số là mình ghi những cái thông tin như vậy để khi mà mình sửa xong thì mình giao cho người ta. Đây là cái bo người ta mang tới. Đối với những cái đời mà máy này thì các bạn phải thì yêu cầu người ta gì mang tới cho chúng ta có đầy đủ những thiết bị thì chúng ta mới có thể là sửa chữa cho người ta được. Còn nếu mà họ không có bộ dây này thì bắt buộc mình phải ở chỗ mình sửa, mình phải có những cái bộ dây này để kết nối những thiết bị với nhau. Các bạn nên nhớ là để sửa được một cái máy giặt học ngang, tức là lòng ngang, thì các bạn cần phải có dây cộ này kia thì các bạn mới có thể sửa được nó. Như vậy thì đa số là những bộ dây này mình không có, mình phải yêu cầu khách hàng mang tới cho mình. Khi mà khách hàng mang tới cho chúng ta thì chúng ta sẽ kết nối những thiết bị mà còn lại, thí dụ như là motor. Mình phải có motor. Mình phải có motor, mình kết nối vào để mình sửa chữa. Về chúng ta sẽ xem một số cái phụ kiện như thế nào. Đây chúng ta gỡ ra thấy rất là nhiều, rất là nhằn, nhưng mà các bạn không phải lo vấn đề đó. Đây các bạn ha. Ok, thì chúng ta sẽ mở ra, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sửa chữa. Những cái bo đời này thì rất là bền. Những cái đời máy giặt là đa số là mình thấy hình như là Elri là nó cực kỳ bền. Và có những cái đời inverter thì nó có lỗi nguồn chút đỉnh, nhưng mà đối với những cái đời học ngang thì nó cực kỳ bền. Nó chỉ bị hư những cái thì tương đối nó vớ vẩn thôi, chúng ta cũng không có hư nhiều. Như vậy thì chúng ta sẽ xem xét một chút xíu về những cái bo này ha. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ kết nối những thiết bị này lại với nhau. Đây là dây cấp nguồn. Chúng ta sẽ cấp nguồn cho nó. Ok. Elri hầu như là máy giặt nó làm rất chắc chắn. Khách hàng mua máy Elri các bạn xài rất là bền. Nó tuy là cũng có hư hỏng, nhưng mà cái phần hư hỏng nó sẽ gì rất ít so với những cái thương hiệu khác. Những hàng hư nhiều như Electrolux nó hư rất nhiều. Nên là mình khuyên các bạn thí dụ mà có mua máy xài thì cũng né những cái nào chúng ta đất nước chúng ta còn nghèo, thì các bạn mua những cái máy nó sẽ bền tí xíu. Bạn ha. Ở đây là cái công tắc cửa, cái là khi mà các bạn nhấn vô thì nó sẽ khóa lại. Đây là cái công tắc cửa, nó đi chung một dây này, là cái này các bạn cấp cho gì? Cái cấp cho thoát nước các bạn ha. Mình sẽ tạm thời mình cắm nó vô cái thoát nước nằm bên đây. Ok. Rồi. Tiếp tục thì chúng ta sẽ xem nó gì đây. Đây là cảm biến mặt nước. Ok. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Như vậy thì chúng ta sẽ còn là lần ra một cái sợi dây nữa là đây. Như vậy là máy giặt học ngang chúng ta có hai cái vành cấp nước rồi ha. Ok. Rồi đây là sợi dây gắn xuống motor. Rồi chúng ta sẽ gắn xuống motor. Đây là cái này là cho việc cái cảm biến nhiệt độ ha các bạn ha. Ở đây là cái dành cho thanh đun nhiệt, chúng ta sẽ gắn này vào thanh đun nhiệt. Ok. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục gắn cho cái cảm biến nhiệt. Vậy là các bạn phải ở nhà, các bạn phải có sẵn những cái này để bạn gắn cho người ta. Ok. Còn không thì các bạn phải giả bằng con điện trở. Những cái học trò ở đây thì mình luôn chỉ nó gắn những cái này cái kia. Chúng ta tiếp tục gắn cho hai cái vành cấp nước. Chúng ta sẽ gấp ra. Như chúng ta có đầy đủ những thiết bị ngoại vi để khi nó chạy nó sẽ không báo lỗi các bạn ha. Ok. Người ta nói là không vắt, mà chúng ta sẽ thử vắt xem như thế nào mà người ta nói không vắt. Như vậy khi các bạn thử thì các bạn cần phải gì chìm cái công tắc cửa này bằng một cái gì đó ha các bạn nha. Nhớ nha, các bạn không chìm thì nó sẽ báo lỗi nha các bạn. Ok.
khi mà nó giặt thì nó cần phải đóng cái cửa, cho nên là chúng ta sẽ chiên nó giống như là chúng ta đang có một cái cửa thật sự. Những cái đời này cổ lắm mà mình cũng ít quay video lắm, nhưng mà sẵn có những cái này mình quay cho các bạn xem mà hình dung được cái vấn đề trước khi các bạn đi vô đây học. Mình có một số bạn thì cũng rất là lạ lùng trong quá trình mà làm máy mà không được cái hỏi mình có những cái mà nó chuyên sâu quá mình không thể chỉ được, mình kêu các bạn đi học đi. Thế là nó cũng lên mạng, nó YouTube nó bình luận, nó chửi bới. Thật ra thì cũng rất là lạ lùng cái vấn đề đó, mình cũng chẳng cần quan tâm những cái người như vậy, nhưng mà đều có cái rất là bất xúc trong xã hội. Có những cái các bạn thấy rất là lạ lùng, ở người ta giúp mình á thì không sao, mà người ta không giúp mình á bắt đầu chửi. Các bạn đâu phải học trò mình đâu mà mình mắc mớ gì mà mình phải giúp một thấy biết đường ACDS luôn. ACDS là không phải học trò của mình đã nói kia trong cái lớp học của mình, ai mà nói mà gì vi xử lý mà kêu là con hội đồng quản trị hay là gì hoặc là gì ACDS là mình biết không phải học trò mình sẽ gì, mình sẽ không có nó hướng dẫn các bạn làm gì cả. Các bạn học của ông thầy nào các bạn lợi ông thầy đó bạn hỏi, không liên quan tới mình. Bạn nào bạn cho người nào ăn tiền thì bạn tới người đó bằng bằng tra khai tra vấn chất vấn người đó, chứ không được cho một người khác ăn tiền của mình rồi đi hỏi một người không có ăn tiền của mình, ví dụ như vậy. Rồi người ta không chỉ thì bắt đầu chửi. Cái đó bạn tập một thói vô rất là xấu. Ok, rồi chúng ta sẽ thử xem như thế nào đó. Chúng ta sẽ mở điện là chúng ta sẽ thử cho nó vắt xem tại sao mà người ta báo nó là nó không vắt. Ok nha các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ mở máy. Rồi cửa thì đó chúng ta đã gài rồi ha, ok chưa? Rồi các bạn nhớ các bạn phải gài cái cửa, không gài cái cửa thì nó sẽ báo lỗi. Chúng ta mở, chúng ta sẽ bấm nút vắt, chúng ta sẽ bấm nút tốc độ thấp đi ha. Rồi chúng ta sẽ nhấn slide. Rồi chúng ta chờ xem, sau đây các bạn mình nhắn lại coi, mình sợ mình nhắn quên. Mở vắt này, ok mình xem như thế nào. Mình thấy là cái bơm nó bắt đầu nó bơm hoạt động cho nước. Đây là hoạt động bơm bơm cấp nước ra, các bạn thấy không, nó quay ok chưa. Rồi chúng ta chờ xem nó như thế nào. Chúng ta nghe là đây đóng cạch cạch, bạn thấy nghe không, bạn nghe không? Nhưng mà motor gì chúng ta thì nó không thấy quay xoay gì cả, bạn thấy rất rõ ha, mình quay luôn rất rõ. Đây là hiện tượng mà khách hàng nói là motor gì nó không xoay, nó không vắt gì đó. Ok chưa các bạn, chúng ta vẫn nghe nó kêu cạch cạch, các bạn thấy không? Đây gà le vẫn nhảy đó các bạn ha. Những cái bệnh này rất cơ bản và gì rất dễ sửa, mình chỉ hướng dẫn cho có những cái video clip để cho các bạn mà mới vào nghề hình dung ra vấn đề. Những cái bạn nào mà biết rồi thì có thể là xem những video khác nha các bạn nha. Ok, xem những video cao cấp hơn thì mình cũng quay những cái video phức tạp đó mà nghe không, rồi lại đóng cốc 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 nhưng mà gì không đâu, không quay motor, bạn thấy chưa rất rõ ràng ha. Mình sẽ lấy một cái dây rút, mình rút cái motor để cho các bạn thấy cái đầu nó xoay. Không thôi các bạn không thấy cái đầu nó xoay. Đó các bạn thấy không? Đặt bớt đi. Nếu nó xoay chắc bạn họ thấy ha. Ok. Vậy là chúng ta thấy là nó không có xoay gì cả. Bạn thấy không? Đèn thì chớp chạy nhưng mà nó không xoay gì cả. Ok chưa? Đó các bạn nghe cốc cốc cốc. Vậy là chúng ta sẽ mở ra, chúng ta sẽ xem như thế nào. Ok. Đối với vấn đề LED này thì chúng ta sẽ mở ra. Các bạn nhớ là cẩn thận ha, để gì không phải đứt đường mạch. Mình sẽ mở cho các bạn xem. Những cái bo này là đa số là đã gì thợ nó sửa rồi, mình tại vì khi họ đem tới cho mình thì mình họ thấy có dấu sửa. Đây các bạn thấy không, có dấu sửa đúng không? Có dấu sửa. Được chưa? Giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ mở ra để xem nó hư hỏng cái gì. Vấn đề này rất cơ bản, mình chỉ hướng dẫn cho có video clip để các bạn mà mới hình dung hơn vấn đề thôi.
mình thích làm những cái video inverter hơn, cái đó là cái mình thích. Còn những cái này nó cơ bản quá, đơn giản quá, đôi khi mình làm biến qua những cái clip này. Nhưng mà có một số bạn họ vẫn vô họ bình luận, họ nói là nên làm những cái video clip cơ bản để cho những cái bạn mà muốn đi học và chuẩn bị vô học thì họ xem. Ok. À, có một số bạn vô bình luận trong cái YouTube của mình là hỏi là anh dạy có đúng theo những cái mà anh quảng cáo hay không, thì các bạn có thể vô cái Facebook của mình các bạn xem, mình có quay live những cái buổi học mà mình dạy các bạn, mà mình có quay trên live Facebook xem, cái số điện thoại là 0907 716 705. Cái Facebook của mình tên là Điền Long các bạn nha, chứ không phải là một trang khác. Đây mình sẽ mở các bạn xem, chờ chút xíu nha, mình sẽ mở cho bạn xem cái trang Facebook.